Bón phân đóng vai trò như thế nào trong việc giúp trái dưa hấu đạt chất lượng ngọt ngon, trái to tròn, vỏ bóng đẹp? Đối với mùa vụ Tết, cần lưu ý điều gì khi bón phân nuôi trái? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 26 tháng 11 năm 2023. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.